Hello everybody. Welcome to the online studying program of Văn Thân School. Today, we will review some important grammar points. Chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến của trường Văn Thân. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại một số điểm ngữ pháp quan trọng. Look at this. Our topic today is adverb law of reason. Chủ đề hôm nay của chúng ta là mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, lý do. Firstly, I want you to learn some derivative in unit 6. According to me, you must learn these words by heart. Đầu tiên, thầy muốn các em học thuộc lòng những từ này. In this lesson, I only supply some words which often used to do your exercise. Trong phạm vi bài học này, thầy chỉ cung cấp một vài từ thông dụng. You can see more words in your documentaries. Các em có thể xem nhiều hơn trong phần tài liệu của mình. Look at this line. We have exercise for the derivative part. Supply the correct word form. Before doing this, I want you to pay attention to word stand before and after the space. Chúng ta có phần bài tập cho phần derivative. Trước khi làm bài tập này thì thầy muốn các em tập trung chú ý những từ đứng trước và ngay sau khoảng trống. You must find out the suitable word to fill in the space. Các em phải tìm từ phù hợp để điền vào khoảng trống. It can be a noun, a verb, an adjective, or an adverb. Nó có thể là một danh từ, một động từ, một tính từ hoặc một trạng từ. Next, in today's lesson, we continue learning about adverb law of reason. You must remember some important grammar rule. Trong phần này, thầy muốn các em phải ghi nhớ những quy tắc ngữ pháp quan trọng. Nếu như mệnh đề chỉ nguyên nhân lý do với từ because đứng trước, thì chúng ta lưu ý có dấu phẩy phía sau. However, we can choose another option. Tuy vậy, chúng ta cũng có một sự chọn lựa khác là nếu chúng ta sau để mệnh đề trạng ngữ ở phía sau thì chúng ta không cần dấu phẩy. Đặc biệt các em cần chú ý từ since dễ lầm lẫn trong thiền tạo hoàn thành. Trong cấu trúc này, since có nghĩa là bởi vì chứ không phải là từ khi. Adverb law of reason often happen in our test, our exam, in rewrite sentence part. Cái phần mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân lý do thường xuất hiện trong các cái bài kiểm tra, trong các cái kỳ thi ở phần biến đổi câu, phần viết lại câu. Look at it. After because, we must have subject plus verb. Các em thấy là sau because chúng ta phải có chủ ngữ, phải có động từ. And after because of, we only have a noun phrase. Và sau because of, chúng ta chỉ có và chỉ có cách sử dụng là một cụm danh từ.
không được có chủ ngữ và động từ. Ngoài ra, phần mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân lý do còn xuất hiện trong phần biến đổi câu giữa so chỉ kết quả và because chỉ nguyên nhân lý do. After learning about how to change, how to rewrite the sentence, we have an exercise to practice. Sau khi học cách làm thế nào để biến đổi câu, để viết lại câu, chúng ta có một bài tập để rèn luyện. In order to do this exercise exactly, I want you to pay attention to what stands before and after the space. You must find out the suitable word to fill in the space. Để làm cái bài tập này một cách chính xác, thì thầy muốn các em chú ý đến những từ đứng trước và sau các khoảng trống. Các em phải cố gắng tìm ra từ phù hợp để điền vào khoảng trống. Finally, thank you for your listening, your attention. You should remember to do the exercise. If you have any question, please contact me through my email. Please send your feedback or your answer to my email. Thank you so much.